Hôm nay tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt mục tiêu về ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự họp tại trụ sở Chính phủ. Cùng dự phiên họp trực tuyến với 63 tỉnh thành có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Nhận định trong tháng 7 và 7 tháng vừa qua, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, ảnh hưởng mạnh đến kinh tế toàn cầu và nước ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Quyết liệt thực hiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hội nhập và đối ngoại được mở rộng và đẩy mạnh. Về trọng tâm chỉ đạo điều hành trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu 4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không. Trong đó, 4 ổn định gồm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định các loại thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và giá cả thị trường, các loại hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống người dân, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. 3 nội dung tăng cường gồm tăng cường nắm tình hình, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, tăng cường năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở và đặc biệt là tăng cường tiêm vaccine, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hệ thống hành chính. Việc tăng cường nắm tình hình, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ hiện nay. 2 nội dung đẩy mạnh gồm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và tạo công an việc làm cho nhân dân, cùng với tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư công và công tác quy hoạch. 1 tiết giảm là tiết kiệm triệt để, giảm mọi khoản chi tiêu không cần thiết. 1 kiên quyết không là không điều hành giật cục, chuyển trạng thái đột ngột từ cực này sang cực kia mà luôn chủ động, khoa học, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành tập trung thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp xử lý vấn đề mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Ban chỉ đạo lập đề nghị xây dựng luật phòng không nhân dân, sáng nay Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ nghiên cứu xây dựng dự án luật này. Chủ trì hội nghị lần thứ nhất, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban chỉ đạo, đánh giá cao công tác chuẩn bị, nghiên cứu soạn thảo các văn bản để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, các bộ ngành có liên quan và các địa phương để nghiên cứu xây dựng dự thảo các văn bản, lập đề nghị xây dựng luật. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chỉ đạo lập đề nghị xây dựng luật phòng không nhân dân đã đánh giá quá trình tổ chức triển khai và kế hoạch lập đề nghị xây dựng luật của Ban chỉ đạo. Thảo luận đưa ra những quan điểm chỉ đạo lớn trong lập đề nghị xây dựng dự án luật và định hướng phân công các cơ quan đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ lập đề nghị xây dựng dự án luật trong thời gian tới. Các ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, tổ nghiên cứu đã tập trung làm rõ về sự cần thiết xây dựng luật phòng không nhân dân, thống nhất với sự cần thiết xây dựng luật nhằm quán triệt triển khai thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, hiến pháp và pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị việc nghiên cứu các chính sách trong đề nghị xây dựng luật phòng không nhân dân phải đảm bảo quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, phù hợp với hiến pháp và pháp luật, phù hợp với các điều ước quốc tế. Giữa chủ trương đường lối của Đảng và chính sách trong đề nghị phải có mối quan hệ mật thiết với nhau. Xây dựng chính sách cần thực hiện đúng quy trình, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách trên các mặt, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, thủ tục hành chính, tác động đến hệ thống pháp luật. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các thành viên của Ban chỉ đạo, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến tham luận tại hội nghị, đặc biệt là ý kiến của các cơ quan chuyên môn để bổ sung, chỉnh lý hoàn chỉnh, dự thảo các văn bản trên. Tổ chức khảo sát đánh giá tác động, mở rộng các cuộc hội thảo bằng nhiều hình thức. Tham khảo xin ý kiến các chuyên gia, các đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng văn bản luật. Khẩn trương, tích cực bố trí thời gian, đầu tư công sức nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, nhất là dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách, sớm hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt. Đảng ủy Quân đoàn 2 chiều nay đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Quân đoàn 2 đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch các cấp, lãnh đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nổi bật là công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi hội thao ở các cấp và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều sáng tạo, chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình chính trị, tư tưởng quân đoàn ổn định, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Ghi nhận biểu dương kết quả tích cực của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu Đảng ủy Quân đoàn tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, quán triệt và giáo dục tốt đến từng chi bộ, từng đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên. Đảng ủy Quân đoàn tập trung quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự quốc phòng, tiếp tục lãnh đạo thực hiện 3 đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, cải cách hành chính quân sự, nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022. Là đơn vị công binh hỗn hợp của Quân khu 3, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 513 luôn chú trọng huấn luyện bộ đội thuần thục các kỹ năng, phương án phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, nhanh chóng làm chủ các trang bị phương tiện, nâng cao chương trình huấn luyện. Đó là những biện pháp mà Lữ đoàn đã và đang thực hiện nhằm phát huy hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở đồng bằng Bắc Bộ. Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mưa bão, nước sông dâng cao, tình huống diễn ra nhanh, nguy hiểm, đòi hỏi bộ đội phải có tư duy độc lập, quyết đoán, thành thạo các kỹ năng. Xuất phát từ yêu cầu này, những buổi huấn luyện vượt sông, lắp ghép phà được cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 513 duy trì thường xuyên. Mỗi đoạn sông có độ nông sâu khác nhau để bảo đảm cho người và phương tiện qua sông được an toàn, đòi hỏi người lính khi thực hiện nhiệm vụ phải nắm được quy luật dòng chảy tự nhiên, đồng thời cần có sự nhạy bén, linh hoạt trong xử lý các tình huống. Chúng tôi thường xuyên tổ chức kiện toàn và luyện tập các phương án, trong đó có phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời với kiện toàn tổ chức luyện tập thì chúng tôi tiến hành huấn luyện bổ sung các nội dung như là huấn luyện bơi, huấn luyện rèn luyện thể lực để nâng cao sức khỏe bộ đội, nhằm nâng cao cái khả năng cơ động và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới. Khẩn trương tiếp cận cứu nạn trên các tòa nhà cao tầng, khéo léo khắc phục vật cản, tòa nhà đổ là những kỹ năng đặt ra cho người lính làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn công trình sập đổ. Những kiến thức kinh nghiệm từ hội thao cứu hộ cứu nạn toàn quân được đơn vị chuyển hóa thành những tình huống luyện tập thường xuyên cho bộ đội. Trong các nội dung cứu sập, chúng tôi đã vận dụng từ các trường hợp cứu người trên tầng cao, cứu người trong đống đổ nát, từ nghiên cứu các cái băng ghi hình của hội thi trước và vận dụng vào trong hội thi vừa qua để tổ chức huấn luyện trong đơn vị. Do vậy là cái chất lượng huấn luyện đã không ngừng được nâng lên. Hiện nay trong biên chế của Lữ đoàn 513 đã có nhiều trang thiết bị mới, hiện đại, phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Xác định việc nắm bắt, làm chủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại là một trong những khâu đột phá. Ngay khi nhận bàn giao, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã chủ động tự nghiên cứu, kết hợp với huấn luyện thường xuyên để nâng cao trình độ, khả năng khai thác trang thiết bị. Cán bộ chiến sĩ lữ đoàn phải luôn luôn xác định nhiệm vụ cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Mà muốn thực hiện được nhiệm vụ này trong điều kiện khắc nghiệt khó khăn thì cán bộ chiến sĩ phải huấn luyện tốt thì thực hiện nhiệm vụ tốt. Đơn vị đã chú trọng với đội ngũ cán bộ và huấn luyện sát đúng với nhiệm vụ trên cơ sở 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 60 hợp để tiến hành thực hiện các nội dung trong quá trình huấn luyện để đạt kết quả cao nhất. Có lệnh là lên đường, dù nhiệm vụ gì, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những người lính công binh 513 vẫn luôn hết lòng vì công tác cứu hộ cứu nạn là điểm tựa vững chắc cho bà con nhân dân đồng bằng Bắc Bộ.